Thì mình nói các khác cái là nó tắt ngay thì sẽ rất nó dậy. Nhưng mà tư vấn gì anh? Tư vấn gì anh? Con gặp bên ngoài đấy. Giả danh nhân viên của điện máy xanh ấy. Ấy giả. Này có phải phần quà cái gì đấy gì? Giả. Dạ. Dạ. Thế cho nó chừa. Quá cho. Làm ăn gì được mày? Dễ thế mà uống mua cái đéo ở điện máy xanh đâu. Chú có tiền. Quá là làm đâu được. Làm với Trung Quốc. Mình trước bọn điện quay số trúng thưởng trước xong mình ở điện nhà. Cái tầm này điện cho anh, điện vào số máy này của anh. Lúc đấy vợ con không ở nhà thì mình ấy điện ông cho ngay số điện thoại của thằng Cường công an bị hết. Nửa thế không gọi.